Vâng, xin chào cả thầy cô. Chúng ta bắt đầu cái buổi cái ngày thứ hai, tức là buổi tiếp theo trong cái chương trình là cái học phần của chúng ta là có cái nội dung học phần hôm trước tôi giới thiệu là có tất cả là 3 chương. Chương 1 là các cấu trúc đại số, và chương 2 là đại số sơ cấp, và chương 3 là hình học sơ cấp, tức là nó liên quan đến cái mạch kiến thức. Đó là cơ sở, tức là chúng ta sẽ học lại cái cơ sở của các cái mạch kiến thức môn toán ở tiểu học, trong đó cái chương 1 liên quan đến cái các yếu tố đại số, số đại số, chương 2 là các yếu tố đại số, tức là về giải toán, và chương 3 thì rõ ràng là các yếu tố hình học, các yếu tố hình học. Thì hôm trước là chương 1 là cấu trúc đại số xong rồi, chúng ta đã làm bài tập giải được cái bài tập chứng minh các cái cấu trúc nửa nhóm, vi nhóm và nhóm a bên. Thì phần này sẽ là chương 2 sẽ học về là cơ sở của cái việc giải toán, tức là các yếu tố đại số trong chương trình môn toán ở tiểu học. Thì nội dung chủ yếu của cái phần này sẽ là chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình chuyển tính bằng phương pháp Gao trong trường hợp tổng quát. Vì chúng ta dạy thì chúng ta dạy học sinh thì dạy những cái bài tập, những cái bài toán mà đơn giản, tức là những cái hệ phương trình đơn giản từ ngay cái lớp 1 là có rồi. Ví dụ như lớp 1 là chúng ta có những cái bài toán như này, điền số thích hợp vào ô trống, ô trống cộng 1 bằng 2, ví dụ như vậy, là những bài toán ở lớp 1 ngay như này. Hoặc là lớp 2 thì bắt đầu liên quan đến cái có thể là đưa cái chữ vào là x cộng 1 bằng 2. Là những bài tập đơn giản đấy, là trong trường hợp đặc biệt. Những trường hợp này là những trường hợp đơn giản, chúng ta sẽ học trường hợp tổng quát. Lên lớp 4 thì còn nhiều hơn, tức là ví dụ như lớp 4 là thầy cô có những cái bài toán kiểu như này, ví dụ như là x cộng y, hệ phương trình x cộng y bằng mấy đoạn được, bằng 18 chẳng hạn, rồi x trừ y bằng 4 chẳng hạn. Đó là bài toán tìm hai số khi biệt tổng và hiệu. Nhưng mà ở lớp 4 là không có hệ phương trình như này, phải giải bằng cái phương pháp sơ đồ đoạn thẳng. Đó, chẳng hạn như chúng ta sẽ mô tả cái cho học sinh là như này. Đó, ví dụ như tổng là tất cả là 18, mà hiệu cái này sẽ là bằng 4 chẳng hạn. Như vậy cái số này là số bé, số này là số lớn. Bây giờ chúng ta lấy số bé mà cộng một số lớn thì tổng, tức là cái màu xanh là tổng. Thì bây giờ ví dụ như cái màu này chúng ta có thể là đó, từ cái đoạn này có thể là hiệu, đúng không? Như vậy chúng ta có thể là lấy cái có thể có nhiều cách, có thể tìm số lớn trước cũng được. Số lớn trước được thì chúng ta cái tất cả cái màu xanh mà chúng ta cộng thêm cái màu vàng này, tất cả cái màu xanh mà chúng ta cộng thêm màu vàng là tổng cộng hiệu, tức là 18, tức là cả hệ này thì là số 18, đúng không? Cả số này là 18, tức là cái phần màu xanh, phần mà các đoạn thẳng kẻ bằng màu xanh là 18, cộng thêm cái đoạn thẳng màu vàng là 4 này nữa, thì như vậy bằng hai cái đoạn lớn. Như vậy số lớn là bằng tổng cộng hiệu chia 2, 18 cộng 4 chia 2 là ra 11. Còn là ví dụ như tổng trừ hiệu, màu xanh mà trừ bớt cái màu vàng, trừ bớt cái này, tức là 18 trừ đi 4, 18 trừ đi 4 là bằng 4, như vậy cái đoạn nhỏ này sẽ là 7, như vậy số nhỏ này thì sẽ là 7, và số lớn sẽ là 11. Thì đó là cái trực quan cho học sinh tiểu học, với tư duy bọn tiểu học là bọn trực quan mà. Nhưng mà cái cơ sở của cái việc này chính là gì? Cơ sở của việc này chính là giải cái hệ phương trình thế này bằng phương pháp cộng đại số. Đó, tức là cái phương trình này chúng ta sẽ giải như nào? Phương trình này chúng ta sẽ giải là tương đương với phương trình này sẽ tương đương với cộng hai phương trình lại thì như vậy là được 2 x bằng 18 cộng 4 là bằng 22. Giữ nguyên một phương trình dưới chẳng hạn x trừ y bằng 4. Đó, như vậy bằng phương pháp này gọi là phương pháp đại số. Rồi từ đó chúng ta giải ra x bằng mấy, giải ra kết quả là x bằng 11 và y bằng mấy đó. Đó. Thì từ cái cách giải hệ phương trình này chúng ta trực quan hóa bằng cái sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh. Số lớn con số bé chia
tổng công hiệu chia hai, số lớn là bằng tổng công hiệu chia hai mà số bé bằng tổng trừ hiệu chia hai. Nếu ví dụ ra đây lấy sơ bằng máy y bằng máy đó. Nếu như mà có thể chúng ta có thể biến đổi bằng cách khác, tức là ví dụ như có thể là biến đổi đó là cộng hai phương trình, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể trừ hai phương trình, chúng ta có thể trừ hai phương trình, lấy phương trình trên mà trừ phương trình dưới, thì như vậy x trừ x hết y mà trừ y là bằng 2y. 18 trừ 4 sẽ bằng 18 trừ 4 sẽ bằng 14. Đó chính là cái này chính là tổng trừ hiệu đấy, lấy phương trình trên trừ phương trình dưới và giữ nguyên một cái phương trình. Thì cuối cùng chúng ta tìm ra y trước. Nếu mà cộng lại thì chúng ta tìm x trước, còn nếu trừ đi thì chúng ta tìm được y trước, tìm số 7 được. Thì đây từ cái cách giải hệ phương trình này thì chúng ta đưa ra cái phương pháp là sơ đồ đoạn thẳng trực quan. Đó. Giống như những cái bài toán khác, chẳng hạn bài vừa gà và chó, thì chúng ta cùng giải hệ phương trình như này, nhưng mà học sinh là không có cái tiểu học là nó không có cái khái niệm phương trình, nó chưa học bài cả cái khái niệm hàn lâm hóa như vậy, mà chúng ta mô tả bằng một cách trực quan nhất để cho phù hợp với cái tư duy trực quan của bọn tiểu học, đó là cái phương pháp gọi là phương pháp giải thiết đảm. Thì cơ sở của những cái phương pháp giải toán ở tiểu học, bài toán tìm hai số khi biệt tổng và hiệu này, tìm hai số khi biệt tổng và tỉ bằng các cái sơ đồ đoạn thẳng hoặc là bằng giải thiết đảm đó, thì đó chính là cái nguồn gốc của nó, thì cơ sở của nó chính là cái phương pháp Gao, tức là phương pháp giải hệ phương trình bằng cái phương pháp thể và phương pháp cộng đại số. Đó. Thì chúng ta sẽ học trong cái trường hợp tổng quát nhất. Đó. Đối với tiểu học thì chúng ta có một phương trình, ví dụ x cộng 1 bằng 2, hoặc là hai phương trình tìm hai số khi biệt tổng và hiệu, hoặc là có những bài toán 3 phương trình. Bài toán vừa bài toán xe gì đấy, nhiều bài có ba loại xe, xe 4 bệnh, xe 8 bệnh, xe 6 bệnh chẳng hạn, chở bao nhiêu tấn hàng đấy, mỗi xe bao nhiêu loại, đó là hệ phương trình 3 phương trình. Nhưng mà chúng ta sẽ khi chúng ta dạy thì dạy 1 phương trình, 2 phương trình, 3 phương trình, nhưng mà chúng ta học thì phải biết nhiều hơn là 4 phương trình, 5 phương trình. Tức là chúng ta phải biết nhiều hơn, sau đó chúng ta về dạy lại những cái đơn giản như vậy. Thì cơ sở của việc giải hệ phương trình bằng phương pháp Gao đó là dựa vào các cái phép biến đổi sơ cấp trên cả cái ma trần mở rộng. Thì đầu tiên chúng ta có cái khái niệm thế nào là ma trần. Ma trần cờ M nhân N này là một bảng hình chữ nhật. Một bảng hình chữ nhật, trong đó có M hàng và N cột. Có M hàng và N cột. Mà mỗi hàng, trên mỗi hàng mỗi cột như vậy, trên mỗi hàng như vậy có các cái số, các cái người ta định số bằng các cái chỉ số, thay vì ABC, D, E, F, nhưng mà các chữ cái ít thôi, nhưng mà trong trường hợp tổng quát là M hàng, N cột, cho nên người ta bằng định phải định bằng các cái chỉ số dưới. Ví dụ như ở đây A11 là cái phần tử ở hàng 1 cột 1 đầu tiên luôn, ở hàng 1 cột 1. A1N là ở hàng 1 cột N. Chúng ta đọc vào đây là chúng ta phải biết cái chấm 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 này, chứ không phải ở đây có 3 số đâu. Đây có cái hàng đầu tiên là có N số từ 1 đến N, cột đầu tiên có M số, tức gọi M hàng và N cột mà. Và cái phần tử tổng quát là AIG. AIG này nó sẽ ở hàng thứ Y. Hàng này là hàng thứ Y, chứ không phải hàng thứ hai đâu. Nhìn vô giải ba số hàng thứ hai, chúng ta phải đọc được cái chấm chấm đó. Hàng thứ Y và trên này là cột thứ Y. Hàng Y cột Y, chúng ta phải đọc được những cái này. Ngay cả học sinh tiểu học nó cũng biết được. Ví dụ học sinh tiểu học dạy cái bài toán là 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm 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 cộng 100 nhà hàng. Thì cái này không phải là có 4 số hàng, cái học sinh tiểu học con nó vẫn biết là có tất cả là 100 số hàng. Từ 1 đến 100. Chứ mày có 4 số hàng thôi, chúng ta phải đọc cái chấm 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 này này. Giống tiểu học vậy thôi, nhưng mà đây tổng quát đấy. Đây là tổng quát đấy. Hàng thứ Y, cột thứ Y. Đó, như vậy một ma trần, nhắc lại, một ma trần là một bảng số, bảng trên đó cả cái số có M hàng và N cột. Cái phần tử đầu tiên là A11 ở hàng 1 cột 1, rồi đến phần tử cuối cùng là AMN ở hàng M cột N. Phần tử AIR là ở hàng Y cột R. Người ta định chỉ số như vậy là chúng ta nhìn vào là chúng ta biết. Ví dụ chúng ta dễ dàng có một cái số ví dụ rất là đơn giản. Những cái ví dụ này chúng ta nhìn thấy
Ví dụ mặt A là 2 x 3, người ta nghĩ 2 x 3 có nghĩa là hai hàng ba cột. A11 là số 3, A11 là số 3, hàng 1 cột 1. A12 là ở hàng 1 cột 2 là số 4. A13 là ở hàng 1 cột 3 là số 1. A21 chỉ là số 2 ở hàng 2 cột 1. A22 ở hàng 2 cột 2 là số 0. A32, A23 đây nhầm này. Không có A32 không? Không có hàng 3 ở đây, giữa hai hàng đấy là A23 là ở hàng 2 cột 3. Hàng 2 cột 3 là bằng số 5. Đó. Như vậy các cái chỉ số bây giờ trong một cái mặt trận chúng ta dễ dàng nhìn thấy được. À, ví dụ như chẳng hạn như cái hệ phương trình này, mỗi cái hệ phương trình này xác định một cái mặt trận, chẳng hạn như cái này này, x cộng y bằng 18 này, sau này nó sẽ được mã hóa về x này cộng y này bằng 18 này, x này trừ y này bằng 4 này, đấy. Đó, sau này mỗi cái phương trình này được mã hóa thành một mặt trận này, mặt trận này có hai hàng ba cột, A11 bằng 1, A12 bằng 1, A11 bằng 1, A12 bằng 1, A13 bằng 18, A21 là bằng 1, A22 bằng trừ 1 và A23 hàng 2 cột 3 bằng 4. Đó. Tức là AIG ở hàng Y cột Y, ta dễ dàng nhìn thấy như vậy. Mã trận 0 là mã trận mà tất cả các phân tử đều bằng 0, ký hiệu giống số 0 vậy. Như vậy chúng ta biết rằng ký hiệu là 0 này, 0 này là nó khác cái số 0 này này. Cùng ở đây số 0, đây số 0, nhưng mà cái 0 này là số 0, tức là phân tử bằng 0. Còn cái 0 này là mã trận 0. Đó, cái 0 này là mã trận 0 này, 0 này thì là mã trận 0. Mà chứ không phải là cái hai cái số 0 này chúng ta nhìn về giống nhau, số 0 này chỉ là mã trận 0, còn cái 0 này là cả phân tử. Đây ví dụ như đây, mã trận 0 cỡ 2 x 3, đó, thì có tất cả các toàn không hết. Đó. Và tất nhiên có vô số mã trận 0 tùy theo cỡ, một cái mã trận có mấy hàng mà cũng toàn không hết, gọi là mã trận 0. Cái khái niệm tiếp theo, khái niệm này quan trọng này, phân tử cơ sở và mã trận bậc thang. À, khái niệm thế nào là phân tử cơ sở? Phân tử cơ sở của một hàng là phân tử khác không đầu tiên của hàng đó kể từ trái sang. À, phân tử khác không đầu tiên kể từ trái sang. À, phân tử khác không đầu tiên kể từ trái sang. Nếu một hàng mà toàn không hết thì không có phân tử cơ sở. À, như vậy chúng ta dễ dàng nhìn thấy vào cái ví dụ 1.2 này. Nhưng cái chỗ, những cái số mà người ta ô vuông này chính là các cái phân tử cơ sở, tức là nó là phân tử khác không đầu tiên của cái mặt trận. À, ví dụ mặt trận A này, cái phân tử cơ sở của hàng 1 là số 2, là số khác không đầu tiên. Hàng thứ hai, phân tử cơ sở của hàng thứ hai của mặt trận A là số 1, phân tử cơ sở của hàng thứ ba là số trừ 1. Hàng cuối cùng này toàn không hết, không có phân tử cơ sở. À, tương tự mã trận B, đó, các cái chỗ mà ô vuông này chính là các phân tử cơ sở. Thì dựa vào cái khái niệm phân tử cơ sở, người ta định nghĩa mã trận bậc thang. Thế nào là mã trận bậc thang? Mã trận bậc thang là hàng toàn số 0 thì nằm dưới, còn cái phân tử cơ sở của hàng dưới thì nằm bên phải phân tử cơ sở của hàng trên. Đó. Như vậy mã trận bậc thang, một cái mã trận gọi là mã trận bậc thang hay là mã trận hình thang. Đó. Sau này thì tính chúng ta thấy cái hình thang của nó như nào. Thì nếu như mà có hàng mà toàn số 0 thì tất cả những hàng số 0 nằm ở dưới. Còn cái tính chất nữa, quan trọng nữa là cái phân tử cơ sở của hàng dưới phải nằm bên phải phân tử cơ sở của hàng trên. Đó, ví dụ mã trận A không phải là mã trận bậc thang. Vì sao? Vì số 1 là hàng 2 nằm bên phải số 2, nhưng mà số trừ 1 này nó cũng nằm bên phải cái số 1. Đó, phân tử cơ sở ở hàng dưới thì phải nằm bên phải phân tử cơ sở ở hàng trên. Mã trận B cũng không phải là mã trận bậc thang. Vì sao? Vì phân tử cơ sở của hàng 3 nó cũng nằm bên phải, nó thẳng hàng. Thằng hàng này đang được. Ờ, trong đó có mã trận C là mã trận bậc thang. Vì sao? Phần tử cơ sở của hàng dưới đều nằm bên phải phần tử cơ sở của hàng trên. Đó. Nếu như chúng ta báo những cái số khác không lại, báo cái mã trận này những cái số khác không lại thì nó ra một cái hình như là hình thang vậy. Đó. Những số khác không lại hình thang.
hoặc là đây đây cũng như vậy. Đó, bậc thang là như này, tức là nói như này, kiểu như này đó. À, mặt trận bậc thang mặt trận bậc thang bậc thang là bậc thang kiểu như vậy đấy. À, cái dạng bậc thang vậy, tức là định nghĩa thì mặt trận cơ sở, định nghĩa là phần tử cơ sở của hàng dưới nằm bên phải, phần tử cơ sở hàng trên. Như vậy trong phần này chúng ta phải xác định được một mặt trận như nào là mặt trận bậc thang. Sau này chúng ta sẽ biến đổi dài hệ phương trình, chúng ta đưa về cái mặt trận bậc thang, vì đưa về mặt trận bậc thang là nó rất dễ, nó dễ dài. Mặt trận vuông là gì? Khái niệm tiếp theo là mặt trận vuông. Mặt trận vuông lúc này nhắc lại cái mặt trận là một bảng hình chữ nhật. Thì bây giờ mình thế nào là mặt trận vuông? Mặt trận vuông là cái bảng thành hình vuông, tức là cái hình chữ nhật đó nó trở thành cái hình vuông. Tức là số hàng bằng số cột, lúc này là m hàng n cột, nhưng mà bây giờ là m bằng n thì gọi là mặt trận vuông. Số hàng bằng số cột thì mặt trận vuông. Thì trong mặt trận vuông thì người ta có cái khái niệm là đường chéo chính. Đường chéo chính một hình vuông có hai đường chéo, và cái đường chéo chính này là đường chéo từ trên xuống trái qua, từ trái qua phải, tức là các phần tử của nó là a11, a22, a33, a44 cho đến ann. Thì cái đường chéo này gọi là đường chéo chính. Còn cái đường chéo ngược lại ở dưới lên này gọi là đường chéo phụ. Thì cả cái phần tử trên đường chéo chính này dễ dàng viết ra là 1 1 3 0, mặt trận vuông có cái khái niệm là đường chéo chính. Nhắc lại, mặt trận vuông là số hàng bằng số cột. Vì mặt trận là một cái bảng số hình chữ nhật, bây giờ hình chữ nhật trở thành hình vuông thì gọi là mặt trận vuông. Trong mặt trận vuông thì có khái niệm đường chéo chính. Đường chéo chính là đường chéo, là các cái phần tử mà nằm trên đường chéo chính là các phần tử là a11, a22, a33, ann đó, là cái đường chéo mà từ trên xuống trái qua. Khái niệm tiếp theo là mặt trận tam giác. Mặt trận tam giác là mặt trận vuông mà có cái điều kiện thỏa mãn cái điều kiện. Điều kiện này là mặt trận tam giác trên đó, tức là i ri bằng 0 với mọi y lớn hơn ri. Nhưng mà chúng ta viết như này chúng ta hình dung được, nó khó hình dung được. Nhưng mà nói mặt trận tam giác trên là gì? Là cái phần trên này khác 0, còn cái phần dưới này phải bằng 0. Nó dựa vào cái đường chéo chính. Còn mặt tam giác dưới thì ngược lại. Ví dụ ở đây có ví dụ luôn, mặt trận tam giác trên này. Đây, mặt trận A này là mặt trận tam giác trên vì nằm trên cái đường chéo chính là có thể bằng 0, có thể khác 0, nhưng mà ở dưới cái đường chéo chính tất cả phần tử nằm ở dưới cái đường chéo chính này phải bằng 0 hết. Tương tự như vậy, mặt trận tam giác dưới là những cái phần tử nằm ở trên đường chéo chính phải bằng 0 hết. Như vậy chúng ta hình dung nha. Ở đây chúng ta chỉ cần nhớ cái mặt trận tam giác trên là được. Và xong, vì sau này chúng ta sẽ biến đổi dài bằng vuông góc, chúng ta biến đổi cái mặt trận mở rộng về cái dạng hình thang hoặc là dạng tam giác như này. Nên như vậy, nhắc lại mặt trận tam giác trên là gì? A y ri bằng 0 với mọi y lớn ri. Hay nói khác là cái tam giác mà ở dưới đường chéo chính là các phần tử nằm ở dưới đường chéo chính là phải bằng 0 hết. Rồi trực quan như vậy cho dễ hiểu. Cho nói a y ri bằng 0 y lớn ri chúng ta không hình dung ra được. Chúng ta chưa khó hình dung. Thì như vậy mặt trận tam giác trên là gì? Là tất cả những phần tử nằm ở dưới đường chéo chính phải bằng 0. Còn nằm ở trên thì có thể bằng 0, có thể là 0. Như vậy trong phần này thì chúng ta nhắc lại là mặt trận vuông là gì? Mặt trận vuông là có số hàng bằng số cột, có cái đường chéo chính, đường chéo chính là đường chéo trên xuống trái qua, và có khái niệm mà mặt trận tam giác trên. Mặt trận tam giác trên là mặt trận mà có các phần tử nằm ở dưới đường chéo chính bằng 0. Tiếp theo là cả phép biến đổi sơ cấp. Phép biến đổi sơ cấp ấy chúng ta tạm nghỉ đi.